Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Tennis News. Và hôm nay là 21 tháng 11, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những thông tin mới nhất về thế giới công nghệ nhé. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin có liên quan tới Samsung, khi đây sẽ là thương hiệu đầu tiên thương mại hóa smartphone màn hình cuộn. Mặc dù smartphone màn hình gập vẫn chưa phổ biến, nhưng các nhà sản xuất hiện đang thử nghiệm một kiểu thiết kế mới, đó là điện thoại với màn hình cuộn. Theo đó, trong sự kiện Inner Day 2020 gần đây, Oppo đã giới thiệu concept Oppo X2021 của mình có thể biến đổi từ smartphone màn hình 6,7 inch thành chiếc máy tính bảng 7,4 inch. Và ngoài ra, LG cũng từng giới thiệu một sản phẩm với màn hình cuộn có thể mở rộng khi cần thiết. Sản phẩm của LG nằm trong dự án mang tên Explorer Project và Leaker Eyes Universe cho hay Samsung có thể đánh bại các đối thủ cạnh tranh và sẽ sớm cho ra mắt chiếc smartphone màn hình cuộn vào nửa đầu năm 2021 của mình. Tên gọi của thiết bị này vẫn chưa được xác nhận, nhưng có thể đó có tên gọi là Galaxy Scroll. Tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin có liên quan tới Realme, khi Realme vừa chào hàng Realme 7 5G tại thị trường châu Âu và Ấn Độ. Thiết bị nổi bật nhờ sở hữu màn hình hỗ trợ tốc độ làm tươi lên tới 120Hz, sử dụng con chip Dimensity 800U cho kết nối 5G, bộ camera sau vô cùng đa năng, đi kèm theo đó là viên pin có dung lượng lớn và giá cả lại cực kỳ phải chăng. Như đã đề cập, Realme 7 5G được trang bị màn hình LCD với kích thước 6,5 inch, độ phân giải Full HD cộng, hỗ trợ tốc độ làm tươi 120Hz. Màn hình của chiếc điện thoại này có một lỗ bấm nhỏ ở vị trí phía trên bên trái, nơi chứa camera selfie có độ phân giải là 16 megapixel. Về mặt hiệu năng, Realme 7 5G được tích hợp con chip Dimensity 800U tiến trình 7 nanomet, hỗ trợ kết nối 5G trên cả hai SIM. Thiết bị có bộ nhớ RAM là 6GB, bộ nhớ lưu trữ là 128GB. Ở phía mặt sau, Realme 7 5G có một cụm hình chữ nhật camera gồm 4 camera, bao gồm cả biến chính 48 megapixel với kích thước 1:1.73 inch và khẩu độ f/1.8. Đi kèm theo đó là ống kính góc siêu rộng 8 megapixel cho góc nhìn 119 độ, khẩu độ f/2.3. Bộ hai camera còn lại ở phía mặt sau của điện thoại này có cùng độ phân giải là 2 megapixel, một cảm biến đơn sắc và một ống kính macro chụp cận cảnh. Cung cấp năng lượng cho điện thoại Realme 7 5G là viên pin với dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 30W. Ngoài ra, Realme 7 5G còn có cảm biến vân tay ngắn ở phía cạnh hông, chạy trên giao diện Realme tùy biến dựa trên Android 10. Tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin có liên quan tới Sony. Khi sau khi ra mắt hai mẫu flagship 5G đầu tiên của mình, Sony dự kiến sẽ tiếp tục đưa ra thị trường một sản phẩm mới hỗ trợ 5G tầm trung khác và được dự đoán đó là Sony Xperia 10 Mark 3. Cụ thể mới đây, vừa có thông tin cho rằng Sony đang nghiên cứu hai chiếc smartphone 5G mới, một chiếc được trang bị con chip Snapdragon 690, chiếc còn lại sử dụng con chip Snapdragon 875. Theo đó, khả năng cao là chiếc thứ hai là mẫu flagship kế nhiệm của Xperia 1, trong khi thiết bị được trang bị con chip Snapdragon 690 được cho chính là Sony Xperia 10 Mark 3. Về Snapdragon 690, bộ vi xử lý này được sản xuất trên tiến trình 5 nanomet, gồm 2 nhân Cortex A77 và 6 nhân Cortex A55, có thể hỗ trợ màn hình 120Hz, độ phân giải Full HD cộng và đi kèm với đó là model 5G X51. Ngoài ra, nguồn tin này cũng tiết lộ rằng Xperia 10 Mark 3 nhiều khả năng sẽ được Sony ra mắt đồng loạt với Xperia 1 Mark 3 và Xperia L5 vào cuối tháng 2 năm sau, tương tự như thường lệ các năm. Và cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin có liên quan tới ZTE, khi ZTE đang trong quá trình phát triển phiên bản 4G của iPhone 20. Mặc dù thông tin về chiếc máy này còn khá hạn chế, tuy nhiên thì theo các báo cáo tiết lộ rằng thiết bị này được trang bị bộ vi xử lý Unisoc Tiger T618. Con chip này là một con chip CPU 8 nhân, bao gồm 2 nhân Cortex A75 có xung nhịp là 2GHz và 6 nhân Cortex A55 xung nhịp 2GHz. Toàn bộ thông số kỹ thuật của iPhone 20 4G vẫn chưa được tiết lộ ở thời điểm hiện tại. Chiếc máy của chúng ta vẫn sở hữu camera selfie ẩn dưới màn hình giống như phiên bản cao cấp. Thiết kế và thông số camera vẫn được giữ nguyên. Cụ thể hơn, ZTE iPhone 20 5G sở hữu màn hình Super AMOLED với kích thước 6,92 inch, có độ phân giải Full HD. Và chiếc máy này sẽ được trang bị con chip Qualcomm Snapdragon 765G, đi kèm theo đó là 6GB RAM hoặc 8GB RAM và bộ nhớ trong sẽ là 128 hoặc 256GB. Viên pin của máy được trang bị sẽ có dung lượng là 4.220 mAh, hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4 Plus 30W. Như vậy là vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau điểm qua những thông tin mới nhất về thế giới công nghệ ngày 21 tháng 11. Còn các bạn thấy thế nào hay các bạn đánh giá sao thì hãy nhanh tay để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên hãy like, share và subscribe để có thể ủng hộ thêm cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.